Quay, quay, quay. Anh rình mò gì vậy? Tôi tỉnh hồn chưa? Rồi. Nếu tỉnh rồi thì tới lượt tôi hỏi. Tại sao anh đứng đây rình mò gì vậy? Anh muốn kiếm ai? Anh muốn làm gì hả? Muốn tôi báo công an không? Cô có thể nào vui lòng nói chậm lại giùm tôi được không? Cô nói chuyện nhanh quá, tôi không biết cô hỏi cái gì hết trơn á. Nếu anh không trả lời thì buộc tôi phải báo công an. Ôi, ôi, không có, đó, tôi tới đây tìm Quỳnh, tìm Quỳnh, tìm Quỳnh, tìm Quỳnh. Ờ, vậy phải được không? Nhưng mà tôi chỉ nhớ mỗi câu đó thôi à. Cảm ơn, đó cũng là câu tôi muốn hỏi rồi đó. Mà nãy thấy anh đứng rình mò ở đây á, tôi sợ quá, tôi lỡ báo công an rồi. Có gì anh lên phường trình bày nha. Công an rồi hả? Cô sụp ác quá vậy? Tôi có làm gì đâu. Thôi chết rồi, báo công an. Bây giờ lên công an phường, biết nói gì mấy chú công an bây giờ. Anh ơi, Mai. Anh có phải là anh trai của Quỳnh không? Là tôi á. Vậy vô công ty tôi chơi đi, đứng đây làm gì vậy? Thôi vô lỡ báo công an tôi bắt tôi sao? Trời ơi, vô đi, có tôi nè, tôi lo hết. Thôi, tôi không vô đâu. Tôi vô lỡ Như Yến báo công an á, bắt tôi lên phường nữa. Trời ơi, nó thấy anh hiền nên nó hù anh đó. Kệ, cứ vô đi, có tôi nè, đừng sợ. Tôi đâu có sợ. Tôi biết Yến giỡn với tôi mà. Tôi đâu có sợ đâu. Vô thì vô. Ừ, vậy vô đi. Trời ơi, con trai gì nhát dễ sợ. Anh Nhu, anh Nhu. Dạ, công ty Oxin Quốc Dân xin nghe ạ. Nó nhỏ nhông nhìn nhông nhìn nhông nhìn nhông. Anh ơi, anh đang ăn cái gì hả? Anh nhả ra đi rồi mình nói chuyện tiếp nha. Nó nhỏ nhông nhìn nhông nhìn nhông nhìn không? Anh cần gì? Nuôi nhận một người nhận nhịp một chân á. Nhí đôi nhà nuôi nhận một người nhân nghiêng nhộn nhịp nghiêng một nhân. À, hiện tại mà làm một tuần á thì để tôi coi à, lịch của bên đây full rồi. Nhưng mà một tuần thì giá cũng hơi cao anh ơi. À, một tuần là tới 3 triệu lận đó. Dục nhất. Hả? Dục nhất. Hả? Được. Là anh đồng ý cái giá đó hả? Được. Nhưng mà anh ơi, anh cần gấp không? Tại vì bên đây chắc khoảng 2-3 ngày nữa thì mới có người làm được á anh hả? Nhúp. Anh nói cái gì hả? Nhúp gì vậy? Ai núp gì vậy? Dạ. Nhúp. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Tôi hả? Nhúng. À, 3 triệu. Thôi anh cho tôi xin cái địa chỉ đi. Rồi tôi sẽ sắp xếp tôi qua làm cho anh nha. Nhúng 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 nh
Dạ. Bây giờ tôi nhập địa chỉ cho tôi nha. Ok, ok. Quá nhiên, quá nhiên. À dạ, dạ, tôi biết rồi, dạ. Trời ơi, sao Oxin nhà này có giá quá. Dạ. Em nghe nè. Cô Yến hả? Cô qua giúp tôi được không? Ủa? Có chuyện gì vậy anh? À, nói chung là tôi đang cần người dọn dẹp. Cô qua giúp giùm tôi nha. Liền bây giờ hả? À, đúng rồi. Dạ dạ dạ. Ok ok anh, dạ để em sắp xếp nha. Dạ dạ dạ, ok anh, dạ. Chào cô. Chết rồi. Chó rồi sao tùm lum việc vậy ta? Ủa sao cái địa chỉ này quen quen vậy ta? Xin chào cả công ty. Gì vậy? Gì vui vẻ quá vậy? Có gì đâu. Ủa
sao nó đi làm mà? Nghỉ rồi. Làm sao? Qua mới gây lộn với anh Trai Chí ghét nên nghỉ rồi. Ê, là giờ đang rảnh hả? Ừ. Giúp tôi cái này coi. Bị gì? Nhận giùm tôi cái chóp này đi. Làm một tuần, giá 3 triệu. Chóp gì ngon vậy? Ngon lành luôn. Ủa mà sao bà không làm bà cho tôi? Chỗ đáng kẹt lên nha. Nhớ nha. Được vậy, không? Ừ, đi đi vậy để làm giùm cho. Địa chỉ này phải không? Địa chỉ này. Nhớ nha. Ok ok. Nhận nha, tôi báo khách hàng. Ừ ừ, để làm cho. Ok ok, cảm chóp ơn. Ngon vậy đừng bỏ nha, để tôi làm cảm ơn, cho. Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha. Ừ ừ, rồi rồi, ok. Tôi đi nha. Ừ, biết rồi, biết rồi. Mà sao địa chỉ nhiều miệng quen ta? Ủa? Sao lại là cô? Sao lại là anh vậy? Thì nhà này là nhà của tôi mà. Nhà của anh hả? Vậy hân hạnh làm việc cho anh nha. Vô à, nắng quá. Ủa? Sao kỳ vậy trời? Nhà bà Quỳnh đúng là có sức sống ghê luôn á. Nhà của nhà thiết kế có khác ha. Đẹp quá. Ủa? Ê, rồi giờ tôi làm gì giờ? Anh giao việc cho tôi đi. Bây giờ cô muốn dọn cái gì thì cô cứ dọn đi. Tùy ý cô. Tùy ý? Ủa bộ anh dư tiền lắm hả? Rồi, thôi hiểu rồi. Thôi để tôi tự kiếm gì tôi làm luôn cho. Anh khỏi giao. Giặt xong mới đồ rồi. Rau rác khô héo trơn không dục nữa trời, để đây làm chi vậy? Trời ơi, sao dễ thương quá vậy? Trời ơi, đâu ra hang dán dễ thương quá vậy? Sao tự nhiên dán nó nằm trong chai nước vậy? Mà sao chai nước không đựng nước mà đựng dán vậy? Ủa ai vậy? Ai bỏ dán vô chai nước vậy? Ai bộ dán vô chai nước vậy ta? Có ai không? Trời ơi, quá cầu tuyết. Quá cầu tuyết thì để dưới bếp. Em Yến yêu mến, từ ngày đó lòng anh cứ thấy xôn xao nhớ về Yến. Không biết lòng ấy thế nào. À, lòng anh xôn xao. Anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi, anh Dũng. Cô kêu tôi cái gì đó? Anh Dũng ơi. Cô làm gì kêu tôi sùm vậy? Anh Dũng, hồi nãy em làm á, em phát hiện ra cái này lạ lắm anh Dũng. Cái gì lạ? Trời ơi, tự nhiên các em phát hiện ra nha. Một chai nước mà không có đựng nước. Chứ nó đựng cái gì? Đựng hai con gián. Bộ cô không sợ gián hả? Mắc gì phải sợ. Nè, này anh làm phải không? Anh bỏ hai con gián vô chai nước phải không? Đâu có.
Cái này tôi nghĩ là Quỳnh bắt Giang bỏ vô chai chơi á. Quỳnh bắt Giang bỏ vô chai chơi? Ê, anh định hù cho tôi sợ tôi bỏ về chứ gì? Nói cho anh biết nha, con Mai này không có sợ gì hết trơn á, chỉ sợ làm chuyện xấu thôi. Nè nha, cô đừng có ám chỉ tôi làm việc xấu à nha. Anh đâu làm việc xấu, anh làm việc mờ ám. Tôi làm việc gì mà mờ ám? Hồi nãy á, tôi đang dọn nhà, cái thấy quả cầu tuyết để dưới bếp. Cô thấy rồi hả? Thấy rồi. Thôi chết tôi. Mà cô còn thấy cái gì nữa không? Thấy cái này nè. Trời ơi, em Yến yêu mến, lòng anh sao xuyến biết bao nhiêu. Trả tôi lại. Đứng im đó. Trả cái gì mà trả, đứng im đó. Thì đứng im rồi nè, trả tôi. Chuyện thương lượng đi. Thương lượng thì thương lượng, cô muốn thương lượng cái gì cô cứ nói đi. Tôi muốn được yên ổn làm cho xong công chuyện, không có bị cắt hợp đồng. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Anh không đồng ý hả? Anh mà không đồng ý hả? Anh mà không đồng ý hả? Thì cái lá thư đẫm lệ này sẽ được trao cho người ấy, rồi được tung lên mạng.